các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở Bào Trắng, Phan Thiết, Bình Thuận nha. Và đây là một cái sa mạc mini của Việt Nam mình. Mình làm khá là nhiều clip và có từng làm clip 24 giờ ở sa mạc các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm phần tiếp theo, chính là 50 giờ ở sa mạc nha. Như đây các bạn thấy là một xe rất là nhiều luôn, tụi mình sẽ đem vào trong giữa sa mạc và ở đó 50 giờ các bạn, trải nghiệm cắm trại rồi trải nghiệm các kiểu gì đó ở sa mạc nha. Ok, nói chung là bạn nào thích cái series 50 giờ tụi mình thì các bạn hãy like mạnh tay nếu video đạt đủ 300k like. Hoặc là nhiều bạn thích thì tụi mình sẽ làm phần tiếp theo nữa 50 giờ ở chỗ khác nữa nha các bạn. Và cái series 50 giờ quan trọng nhất chính là lấy giờ nha các bạn. Ở đây là cái đồng hồ mình chỉ việc nhấn nút bắt đầu và thời gian nó cứ chạy thôi. Đủ 50 tiếng thì tụi mình chạy vô, kết thúc video, xong. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ chạy ra ngoài đó và dựng trại rồi các kiểu để thử thách 50 giờ nha. Bye bye mọi người nha. Tụi mình đi chơi đây. Mình đang đi thì lục được một con rắn nó núp trong lục cây các bạn. Bé nè. Còn đây bự hơn con bữa ha. Nói chung là mấy bạn đi sa mạc Việt Nam mình không bao giờ được ngồi dưới gốc cây các bạn. Còn nếu như muốn ngồi thì phải nhìn chọc kỹ vô. Mấy anh hướng dẫn viên du lịch mấy ảnh nói là ở đây ưu tiên là cứ đi ngoài sa mạc là không sao. Còn không biết sao mà giải cứu được nó luôn đó kìa. Cứng đặng quá rồi. Ôi ôi. Rồi vậy ơi, anh chặn được rồi đó, vậy là đấm đầu vậy? Vậy? Sao đấm đầu đi vậy? Không, không có đọc đâu anh, anh lại tắt đi, không có đọc đâu. Để anh nha, đừng kể nha. Không có đọc đâu. Tao này, đèn đâm cắn một cái nhẹ lắm. Đúng rồi, đọc giật mà, không cần đọc đâu anh. Đúng rồi, đọc lại nhớ, đọc thẳng ra nha. Điểm câu quá trời em ẩm gì không? Từ từ, để anh chặn cái đầu nè, từ từ. Chặn cái đầu, đó. Ok, nói chung là tụi mình đã giải cứu nó ra khỏi gốc cây thành công rồi các bạn. Không nên sát sanh. Ok. Rồi sau một hồi thì ekip của mình đã chuẩn bị xong 5 túp liều tranh nha các bạn. Và mình sẽ giới thiệu sơ. Cái này các bạn thấy cái liều khá là nhỏ luôn. Liều bông cổ trẻ em 1 sao. Kế tiếp là liều du mục 2 sao. Cái thứ ba là liều tàn hình 3 sao. Cái thứ tư là liều mông cổ pha ke đen khui hồi lùi 4 sao. Và cuối cùng liều mông cổ 8 cửa siêu cấp VIP Pro 5 sao nha các bạn. Và bây giờ là mình sẽ có một cái vòng quay. Bạn thấy vòng quay không? Bây giờ là chúng ta quay toàn tên người nào người sở hữu ngay căn liều 1 sao. Ok nha. Bấm quan số luôn nha các bạn. Đó. Gà luôn. Anh tưởng là cái liều trong suốt này hụt gì em chứ. Trải nghiệm liền, trải nghiệm liền mọi người ơi. Mở cửa ra trải nghiệm em. Bây giờ căn liều này nó hụt gì em trong 50 giờ rồi em. What? Đó, ngon liệt chết. Cho cái dừa, nghĩ là không dừa em. Em nghĩ là chắc dừa. Đồ ăn. Đây để anh tém lên cho mọi người quay. Đồ ăn là khá là nhiều luôn nha. Ôi hời luôn á mọi người. Đồ là bánh tét, bánh chưng, nước uống rồi quá trời luôn. Rồi để em chưa vô em trải nghiệm thử. Để gặp ở ngoài. Ôi dừa nè. Dừa em. Dừa. Ổn áo không em? Ủa quá rất là ổn luôn á anh. Like cái em, like cái em, mới còn anh tưởng em khóc nữa. Cái này em không chưa. Không cái lỗ chua dừa á. Good. Good job man. Đi mất ca được anh không á. Em trong đó luôn, không sao đâu em. Ok, chúng ta đến với căn liều du mục. Và chúng ta xem ai sẽ là người sở hữu đó nha. Ok cho cameraman. Ok. Tốt dạ. Là đẹp rồi. Chắc đại sở hữu rồi anh ơi. Tốt. Hay chữ tú của ta. Hay chữ tú mà. Không sao, có chơi có chịu. Chơi có chịu anh. Đúng rồi. Là một thằng đàn ông. Đúng rồi. Tối nay là em tới công chuyện với anh. Mình sẽ review với bạn, đây là một cái căn liều du mục khá là đẹp luôn. Ủa sao hai cửa giữa ta? Bên trong thì đồ ăn là khá là nhiều. Thấy đa số là mì gói mà giúp cho thanh tịnh đó bạn. Rồi nước Pepsi. Mền gói đồ. Ủa sao có niệm ta? Đâu anh, cái này là hòa nhập với cộng đồng. Ê, hòa nhập với thiên nhiên anh. Tái hòa nhập cộng đồng hả? Đúng rồi. Đó là du mục rồi.
Không, anh vẫn tốt hơn em, anh thẳng người được em. Ờ, tuyệt vời mặt trời luôn. Nice. Cửa sổ nè, to rồi, cửa sổ túng đầu quay được nè. Nó đùa thôi. Mà đi khỏi chấm muối tiêu luôn rồi. Vậy là hối quay được rồi. Đùa thôi, vẫn phải làm trách nhiệm của một người đàn ông các bạn. Thử xem cái căn liều này mới là ám ảnh nè, 3 sao liền tàn hình. Vậy đúng không? Thằng vậy là em cười luôn á. Anh sẽ cố gắng dàn dựng cho nó vào cái liều này nè. Các bạn thấy nè, chữ Lâm nha. Vẫn vẫn tiếp tục là chữ Lâm. Quay coi xem với chữ Dĩ không nha. Em nghĩ đại mập mà anh ơi. Dĩ. Đến với vòng chung kết giữa cô Dĩ với lại cô Tú. Trả đây mày. Dẫn rồi. Anh chơi okay. Kẻ em. Không, phải đứng bên à, vậy hả? Em cho anh kẻ. Ok. Thử coi là Dĩ hay là Tú nha các bạn. Căn liều 4 sao nha. Dĩ rồi đây. Dĩ. Vô Dĩ thì em bỏ quay. Dĩ. Trời ơi. Không sao, mình vẫn hơn anh Lâm mấy bạn. Em chết chưa? Chắc rồi. Ông mày ra nó nóng kìa. Bà ơi, có niệm luôn. Ổn áp em. Quá ổn anh, tội đồ ăn ơi hời luôn nè. Trời ơi, đồ ăn quá trời luôn hả? Đúng rồi. Vậy là cái căn liều siêu to khổng lồ này đã hụt dịch Tú. Oh my god. Nhảy vô em, kỳ view em ơi. Wow. Ủa, hình như hình nãy, anh cho em mượn dù đúng không? Đúng rồi anh. Ôi, thì ra là mình sẽ xin phép gia chủ kỳ view cái nha bạn. Trời ơi, mười vô là bắt chúng ta làm dĩa trái cây mà. Lời. Ôi, ekip chuẩn bị hết thì thấy ngọt thấy chua quá ta. Thấy ngọt anh. Năm sao là phải ngọt. Không có được. À, chúng ta đi có một cái căn liều rất là rộng luôn bạn, có cả đèn. Có cửa sổ trời nữa nè, thấy không? Oh. Kéo ra là có thể ngắm sao. Đồ đông lạnh mấy bạn ơi. Còn đồ đông lạnh. Điểm gì đây? Máy nướng bánh mì nè. Bánh mì. Nến. Khăn giấy ướt, khăn giấy khô. Tủ lạnh. Trời ơi, nước ngọt đều dữ rồi trời. Bánh đều heo, nước ngọt quá trời luôn. Còn có cả nước dừa mà hút trái cây nữa. Đã với ta. Chắc tối nay là mình sẽ ở trong tủ lạnh nè. Ở đây thì chúng ta có cả lò nướng nè. Nồi niêu xoong chảo, trái cây, muối tiêu, xì nách, mì tự sôi, quạt, nước, rồi điện đó nha các bạn. Trời ơi, cái này hơn ở nhà em nữa anh. Cái này em ở 7-7-4-9 ngày cũng được chứ đừng có 50 giờ anh. Anh xin nguyện ôm cái chỗ này với em. Thôi buồn quá, về già đấy bạn ơi. Giờ nghỉ ngơi thôi. Ê. Hiện tại là trời nó cũng đã trưa nha bạn. Và mình cũng cảm thấy đói bụng rồi. Nên mình sẽ quyết định là ăn trưa. Và mình thấy đồ ăn của mình là có bánh tét, bánh ú. Toàn liên quan tới bánh không bạn. Nên quyết định là mình sẽ ăn bánh ú. Mà mình đánh giá cao ekip lần này á bạn. Đây mẹ ơi, cái bánh ú mà có chút xíu à. Trời ơi, không biết đủ xi găng cho một người như mình không. À, nó khát nước quá. Mình biết review món ra sao hả bạn. Đây là hương vị của một sao. Rất là ngán. Rồi, tiếp theo là hai sao nha bạn. Đồ của mình thì khá là nhiều nên mình quyết định là sẽ không review. Thấy gì tại là mì không à. Nào ekip chắc đuổi nó luôn quá. Mì mà bị chai mới ác các bạn. Mì này mà thêm giặt phạt nữa thôi rồi luôn. Rồi mình thấy là có cái này là nếu mình không ăn mình nghĩ là nó sẽ hư. Các bạn đã quyết định là trưa nay là mình sẽ ăn nó nha. Hình như là đồ ăn liền. Ủa, tự nhiên có hộp bò với cải. Rồi hộp này gì đây? Đừng là cơm nha. Thiệt luôn kìa. Cơm bò các bạn ơi. Ừ, thì ra đây là hương vị của hai sao. Ăn một sao hả anh? Ba. Hương vị của anh hơn em rồi. Quá ngán luôn á. Hình như có cát rồi rộp nữa. Đúng là tên sao mạc các bạn ơi, đáng là có cái bàn mới đúng. Cát không. Tại đúng là trà hành đạm các bạn. Trà xanh nhật. No sugar mommy. Ở trong đây có bịch đường nữa. Thôi mình hiểu rồi, Trời ơi, nghe em dễ vãi. Không có đường thì mình bỏ đường vô thôi các bạn. Rồi nó lên bọt, ai dư tiểu luôn các bạn ơi.
ngon tuyệt. Ok, nói chung là bữa trưa của 2 sao thì nó không bao giờ mà nó thua được 1 sao hết các bạn. Và chắc chắn là sẽ hơn thằng 3 sao. Ba sao ăn gì vậy bay, soạn đồ kìa. Bữa trưa 3 sao của mình thì ăn bánh họt. Chưa nắng. Nó nắng, nó đúng nắng thì nghĩ đen càng nghĩ bóng luôn anh. Trong cái liều nè, nó hầm, nó nắng, nó nóng. Mình đánh giá khá là cao ekip nha. Lấy cái nồi chiên takoyaki để chiên bánh họt các bạn. Này sao vô ta? Đó. Đã quá tươi hay ơi. Rồi, tiếp theo là 4 sao nha các bạn. Đây, chỗ này mình sẽ ăn mì gói với thịt bò, uống nước cam cho giải độc cho mát mấy bạn. Quá đã. Trưa nay thì mình chỉ ăn vậy thôi nha các bạn. Ăn vậy là quá no rồi. Rồi trưa nay thì mình sẽ ăn pizza mana nha. Tại vì á, để cái pizza này lâu quá thì nó cũng không hư đâu. Tại vì mình có tủ lạnh mà, năm sau mà. Nên là bây giờ mình quyết định mình sẽ ăn đó nha. Bây giờ thì mình đem đi nướng thôi. 1, 2, 3, 4 sao làm gì hiểu được cảm giác này. Rồi trong thời gian chờ đợi cái pizza chín thì mình sẽ ăn bánh nha. Ồ, bánh loại mới. Để mình ăn thử. Nghe mùi nấm luôn á. Như đang ăn mấy cái nấm vậy á. Nói chung bánh thì rất là ngon nha. Mình ăn cảm giác mình đang hồi máu lại luôn á. Rồi thì pizza của mình đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy ra phở hứng khất thôi. Nó hấp dẫn quá. Lấy một chai Coca Nhật. Đúng là nướng lên nó ngon hẳn. Mắc nghẹn rồi, làm một miếng nước. Mình sẽ ăn thêm chén miệng nha. Hồi nãy á, mình nghe 2 sao 3 sao nói hương vị gì á. 2 sao 3 sao làm gì có hương vị. Đây mới là hương vị của 5 sao nè. Rồi tình hình là chiều mát các bạn ơi. Nắng lắm, mình nãy trưa nắng lắm không dám đi. Rồi bây giờ là chiều mát nên tụi mình quyết định là sẽ ra bên cái ốc đảo đằng kia để tắm nha. Tắm mà anh. Tắm anh. Tắm đẹp rồi. Ok anh, em xích mình trang chiếu lại. Rồi em coi chiếu đã chứ anh không coi hả? Mấy kia tắm không mày? Có. Đây thôi, đi tắm thôi. Lâu lâu mới đi sa mạc mà, sa mạc mà có chỗ tắm mới giữ chứ. Phát hiện ra cây đẹp lắm các bạn, còn có bông nữa nè. Tao bị nhổ lên mình thấy nó có một cái chùm rễ như vậy nè các bạn. Rồi ok, chào buổi tối mọi người. Tình hình là ekip có chuẩn bị cho anh em một bữa tiệc BBQ phong cách Ả Rập Xê Út. Nhưng mà với một điều kiện là ai muốn thưởng thức buổi tối ngày hôm nay thì mọi người phải cosplay theo phong cách 1001 đêm. Trước mắt mọi người là 5 bộ đồ theo phong cách Ả Rập Xê Út. Mọi người hãy chọn một bộ cosplay và thưởng thức buổi tối ngày hôm nay nha. Vậy là muốn lấy cái nào cũng được hả? Anh xin cái này. Vậy là bộ đồ này là hụt quyền sở hữu của mỗi người luôn đúng không ekip? Ok, ở đây có một cái mini game nữa là mọi người hãy nhảy vũ điệu Arab Shoot trong vòng 15 giây. Nếu như mà nhảy được là được bộ đồ đúng không? Chính xác.
tuyệt vời. Bộ ai đọc xe út là tao nhảy về đàn ăn á. Nè chỉ ăn ăn là nhảy bộ vậy nè. Đúng rồi, đàn cặp đó. Bộ rắn đúng rồi. Đâu, anh ăn là phải hỏi sao, hiểu không? Đủ gắn lại. 1, 2, 3, lên nhạc. Giờ rồi. Dạ. Ok, tối nay có đồ mặc ngủ nha các bạn. Rồi nhập tiệc, tình hình là thấy hang chưa đỏ lắm á nên chắc là bỏ cái này vô nướng nướng trước. Này là cái gì nướng với bạc ta? Rồi tình hình ekip nói đây là cái món thịt cừu các bạn nướng với bạc. Nên bây giờ là chưa hang nó chưa nóng lắm nên bây giờ bỏ lên đây nướng trước. Đó, vậy thôi. Chờ thịt cừu chín thì bắt đầu mới nướng thịt bò, xúc xích được các kiểu ha. Tình hình là cái bộ mà không biết bị gì mà cái tay áo nó dài xuống tới cái chân luôn bạn, không hay là mình mặc ngược người ta. Hay là người ta cái này là bộ hình như là của hành cát Tư Hạ các bạn, cũng mông cổ các bạn. Người ta cao 2.5m, anh 3m. Dài vậy tới cái chân em coi nè. Đó nó bằng y cái chân luôn nè, thấy không? Đó là chắc là mình phải đột biến thôi các bạn. Đó, ngầu hơn cả bồn cầu luôn. Ok, nhập tiệc thôi. Đầu bếp ăn đồ, đầu bếp rắn đu chuông. Tự làm mọi người. Mọi người một kẹp đi mọi người ơi. Kẹp. Nhưng ai cũng có cái kẹp của mình hết rồi. Đó, ăn là phải có một gà màu đúng không? Ở đây năm đứa tụi mình, có đứa nào có lay Ấn Độ không? Không anh ơi, không anh ơi. Ở đây là Ai Cập. Dạ. Ở đây là Ba Tư. Ba Tư. Ở đây là hành khách Tư Hãng là Mông Cổ. Hai thằng này là Hồi giáo. Anh là không Ả Rập, Ả Rập. Đúng rồi. Là không có Ấn Độ đúng không? Vậy thì chúng ta ăn thịt bò. Ok nè, nè, mọi người ăn đúng cách theo phong cách Ả Rập Xê Út là phải ăn như vậy. Đúng rồi nè. Đó. Đó. Đũa thì chỉ dùng để gắp đồ ăn thôi, còn ăn là phải vậy nè. Ăn mặn mặn. Vậy là em hiểu ý anh thôi. Mặn từ vị tay của mình mà hói anh. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đâu phải đâu, ăn phải ăn vậy nè anh. Nè, cái đũa gắp. Nè, chấm vô. Cái đó bạn mà xuống cái gâu một cái là anh không có nói cãi luôn em. Đúng rồi. Ăn phải như vậy mới đúng nè. Bóp bằng tay lên đây luôn nè. Oh my god. Mình nóng nha, ăn kiểu này nóng nha. Nó mới cảm nhận được em, cảm nhận được thức ăn. Cảm nhận được con bàn tay của mình. Nóng quá. Trời. Dễ vậy. 10 điểm. Ủa bạn có một tài à, 5 điểm bạn, 5 điểm. 3, 2, 1. Vô. Uống không đúng cách rồi, mình uống người của mình uống phải vậy nè. Em quên. Sau khi tụi mình đánh chén no nơi thì món cuối cùng thì nó đã bắt đầu, nó chín rồi nha bạn. Ngon quá. Món cù nướng. Trời ơi, cái này hai hành thịt lạc đà mới đúng luôn á. Đó, nó có sốt ốc kia. Trời ơi, các bạn nhìn nó sôi ọc nè. Ồ, coi như mấy bạn nhìn nè. Cái này thêm muối nữa là đúng bài luôn á. Bóc nha, cái này không có được ăn bằng đũa nha. Ai cũng có phần hết. Rồi ok, mọi người cầm cái thịt lên cho. Rồi mình sẽ review cái món thịt cừu hầm phong cách Ả Rập Xê Út nha. Trời ơi, thấy phùn mỡ vậy ta. Từng người. Béo. Tôi cảm thấy rất ngon. Ôi, nó mềm á. Mềm gục luôn. Như bột khó ăn. Tôi cảm thấy món này ngon cực kỳ. Chúng tôi cũng thấy thế. Được lắm nha. Ok, ai muốn ăn gì kêu anh Lâm filler cho ăn nha. Cho tôi một miếng thịt. Đây, thịt của bạn đây. Bạn phải ăn bằng tay nghe chưa. Em căng thịt. Mặn mặn ngọt ngọt, ốp gia vị tuyệt vời. Cái căn thịt. Thịt à. Đây nè. Bóc tay vô nha, ăn bằng thừa một cái là trời đánh cái đùng liền á. Đúng rồi. Tôi cảm thấy rất ngon. Rất là ngon các bạn, thịt ra thịt cù là chúng ta nên làm cái món ốp giấy bạc như vậy. Cù hầm.
nè, hơi hôi xíu á. Ừ, hơi hôi xíu nhưng mà ăn nó lạ lắm, thơm mà ngon lắm, thơm mà hôm hâu ấy em. Nói chung là trời đầy sao. Có sao không? Không, hôm nay không có nha. Này không có sao bạn, xin lỗi nha. Nhưng mà mình thì có sao á. Ok, ăn cho hết luôn rồi, đi ngủ mọi người ơi. Để nguyên camera nha, anh cameraman. Cái này là... Tú phải ăn khỏe nè, đó. Nên anh ăn được rồi. Rồi sau khi năm đứa tụi mình ăn xong rồi thì chắc là phải tới đi ngủ các bạn. Tại vì là người ta nói có cái câu là căng da bụng thì trùng da mắt, mắt bắt đầu buồn ngủ rồi hay đi ngủ. Mình sẽ đi review sơ chỗ ngủ và sẵn có húp được cái nào không? Chắc là không có đâu. Nhưng là không rồi. Chắc mình đi trước mình Tú trước ha. Liệu khá là bự luôn các bạn. Đi Tú. Ok, nói chung là năm sau ngủ cái gì khá là tiện các bạn. Một mình nó nguyên một cái này luôn. Tối coi chừng có cái gì đó nha. Rồi tiếp theo là 4 sao hay gì? Đúng rồi anh, 4 sao. Vô mở cửa. Ờ, liền 4 sao gì nhìn như chuồng gà á em. Không, vậy mà nó ấm anh. Cái cong cong cái cây gì vậy? Cây này nó bị lúng anh. Ờ. Chứ sao không nhớ nhắc lên để vô. Căng lên thì ngủ. Quá ngon luôn. Thì kêu em. Ok á. Ngủ mở nên ngủ bên đây. Nhưng mà chắc em sẽ ngủ mình quá. Chắc trong tối em lại chở anh đi chơi nữa. Thôi anh cho anh tiền không dám ngủ với em nữa. Rồi tiếp theo là cái liều. Ủa liều đâu em? Không thấy liều em. Trước mắt á anh. Kiểu như nó tàn hình chứ. Anh nghe đồn là cái liều này tối ngủ là nó đóng hơi nước. Em là em cũ em chỉ cần hả ra vậy là uống nước luôn á. Em thử trải nghiệm thử coi. Ăn bữa nó review nói vậy á. Chứ anh cũng chưa được ngủ cái liều này bao giờ. Chưa có cái vinh hạnh đó em. Có cả mền nữa. Tối ngủ đất mền là khỏi lên ngủ. Gì vậy trong liều làm gì anh thấy cũng bình thường mà. Có liều gì không liều á. Có cửa sổ trời à, panorama toàn cảnh nữa nè. Vừa ngủ vừa nhắm ngắm sao luôn à. Đúng rồi anh ơi. Kiểu nó chiêu chiêu á. Chiêu quá. Ok. Cái bên đại là sẽ căn liều 2 sao của mình nha bạn. Rồi cái bên 2 sao thì có cái trời đấy em của thằng rắn. Thằng rắn vô ngủ luôn em. Áo cái bộ đồ này ngon em, mình hỏi thằng mền. Cái liều này đúng với bộ đồ của em luôn á. Em phải co chọn lại để em ngủ. Anh nghĩ là em nên ngủ thẳng người ấy, em ơi. Thẳng người là có gì thẳng người được chứ không lẽ giờ đóng cái hộp hình vuông. Em mà ngủ thẳng người là em đang trái với đực trời anh. Em là thằng rắn mà. Cái liều nó không có tới đây nữa. Thua liều xa liều bệnh các bạn. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái căn liều ngoài mình với lại thiên nhiên nha các bạn. Đây. Rồi ok, ngủ với bạn. Cái này là cái mền, còn cái mền thì trở thành cái niệm nha. Ta ở nó hòa mình thiên nhiên kìa. Có cửa sổ trời hai bên nữa. Ok, ngủ ngon. Rồi trời sáng mấy bạn ơi. Tối qua ngủ hơi lạnh chút thì mình phải dùng cái áo để làm cái mền nha. Không mặc nữa, mặc nực lắm mấy bạn. Mà đắp vô thì rất là tuyệt. Hello, hàng xóm. Hàng xóm một sao. Ờ, cũng ngon em. Thấy em dậy sớm là biết rồi đó. Ngủ ở đây nó còng lưng quá anh. Không được một sâu giấc, không được sâu giấc á. Ờ. Vậy hả? Cái sâu lạnh lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm qua nó cũng ok đúng không? Nói chung là hồi tối này là nó không có lạnh lắm mấy bạn. Đắp vô là ok liền. Bỏ thằng này bị gì? Bờ câm chứ ta. Ừ. Hai sao hả? Ờ mẹ ơi. Ờ thằng ba sao này động hơi nước đấy bạn. Ủa? Hơi nước ở bên trong lại bên ngoài luôn. Chị sáng rồi hả? Ờ ngủ ngon em. Tao qua ngủ không biết gì hết. Chị sáng rồi hồi dậy thôi. Qua ngủ lạnh không em? Không mình nóng. Nóng hả? Cái bộ đồ kia luôn là lý rồi đó. Thấy đóng hơi nước luôn á nè. Thằng này cũng đóng hơi nước nè. Ngủ ngon con. Đồ ai đập số đâu rồi. Đập cái mền luôn hả? Cái đập mền luôn. Rồi cuối cùng thằng năm sao. Vẫn là sương mù kìa. Sương pháp chứ ta.
Đâu? Ngủ ngon em. Mày cái thằng ngủ luôn. Thôi nó ngủ ngon các bạn ơi, kệ nó đi. Sáng nay thì mình sẽ là người khai trương đầu tiên luôn các bạn. Tại vì chức của mình nó quá là lớn luôn. Sáng nay thì mình sẽ ăn bánh ít nha. Bên trong có cá tôm nữa nữa. Nó lên đường mặn em ơi. À, này là lần đầu tiên ăn luôn á. Mặn mặn. Mời bà bánh ít nữa. Hô khen nữa. Nói chung thì một buổi sáng của mình này lại là một buổi sáng khô khan nữa nha các bạn. Bởi vì tôi có một số sao cao hơn. Rồi ok, tiếp theo là 2 sao nha các bạn. Chắc số sao sẽ tăng dần, ăn càng món càng ngon á. Không, không ngon đâu. Thấy bên đại ăn cứ vậy à. Cũng là bánh mì giống anh Lâm nha. Ủa em ăn bánh mì gì em? Em ăn bánh mì sữa anh ơi. Anh có gì hơn em không? Anh cũng bánh mì em mà ăn bánh mì đường thì là dở hơn em rồi. Trong hỏi bánh mì đường mà dở hả, nhìn nè. Thôi thôi thôi, hai người ăn y hệt nhau rồi nói gì vậy. Mới buổi sáng mà xuất miệng ổ bánh mì đúng là tuyệt hảo luôn các bạn. Nói chung là buổi sáng của 2 sao thì không thể nào mà thua 1 sao của một ăn được, đúng không? Sao anh lại cà khịa em hoài vậy? Anh chỉ muốn là cho khán giả biết là 2 sao thì nó hơn 1 sao mà 2 sao thì nó lại không bao giờ mà nó thua 3 sao các bạn. Ăn bánh mì với mình luôn mà. Ủa là sao? Chứ hơn mình cả. Không, hơn chứ, được cái em hơn anh sữa ốc đó. Thế bằng em sẽ ăn bánh mì, quýt, sữa, ông họ, uống thêm sữa ốc chó nữa hả? Đúng rồi. Vậy thua em, thua anh thấy không? Thua anh đẹp ơi. Hồi qua 4 sao luôn đi camera rồi. Rồi tiếp theo là 4 sao nha. Sáng nay 4 sao sẽ ăn bánh mì sandwich với uống sữa tươi. Vậy là 4 sao nó cũng ăn bánh mì với mình nè đại ơi. Đúng rồi anh ơi. Vậy là 2 sao, 3 sao, 4 sao như nhau các bạn ơi. Em là bánh mì quý tộc anh ơi. Được, được cái miệng nói thì quý tộc thôi, cũng ăn sandwich mà. Mà em ăn bánh ít chặn mà nhỉ. Em ăn bánh ít mà. Ok. Bánh răng mà ui nước dâu ghê bạn thôi. Thằng quýt chạy nó vô ăn hơi bị ngon nha các bạn. Đúng quýt tộc luôn. Rồi sáng hôm nay thì năm sau mình sẽ ăn trứng ốp la nha. Bây giờ thì mình sẽ chiên trứng nha. Rồi mình thấy trứng của mình cũng bắt đầu chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy bánh mì ra phà kẹp ăn thôi. Thấy bạn bánh mì đó các bạn. Thì tính ra năm sao nó cũng đâu có bằng gì được 2 sao 3 sao mình đâu đúng không? Anh ơi, 4 sao luôn nè. Bởi vì cũng bánh mì mình gặp nó còn hậu đậu nó không biết làm nữa kìa coi kìa. Rồi có nước mắm hay gì chan vô ao em? Có anh ơi. Mới hiểu là ăn với nước mắm em. Em năm sao mà. Em ăn với muối tiêu anh. Ồ ghê ta, ngợi với ta. Trời. Bánh mì thượng hạng mà. Nó cũng là bánh mì lạ lắm các bạn. Như mình không bằng nó được rồi, tờ đại ơi. Nhịn dở quá. Nó cũng chung một vàng anh ơi. Mình đi. Rồi mình uống thêm miếng sữa gạo nha mọi người. Rồi dán miệng bữa sáng của mình sẽ là một trái chuối nha. Rồi sau khi năm đứa tụi mình ăn sáng đồ xong xuôi thì ekip báo là có đặt một cái đoàn xe địa hình lại để cho mấy đứa tụi mình trải nghiệm nha các bạn. Đi sa mạc là phải trải nghiệm mấy cái địa hình như vậy mới có biết được là sa mạc nó như thế nào các bạn. Rồi vô xe tới bạn ơi, nghe tiếng xe kìa. Đây nè, đây nè. Hello, hey Solo, hey Lily. Mình nghĩ là sẽ trải nghiệm chiếc bán tải trước nha các bạn. Lên.
mẹ ơi. Ôi, quá buồn nôn quá. Giống Thái Lan kìa mày, giống Thái Lan kìa. Rồi tình hình là còn chiếc địa hình nó chắc cho năm sau trải nghiệm đi ha. Ờ năm sau trải nghiệm nha, đặt hết á. Em trải nghiệm em, đi đi em. Chơi luôn. Năm sau là phải như vậy chứ bạn, năm sau là phải chơi cho đã. Vô. Sao nó chơi đây? Giờ mới biết là hên là mình không có vào năm sau. Phải năm sau là sướng đâu. Đi nha. 4 sao là được rồi bạn, không cần năm sau đâu. 4 sao thôi. Sao em hay sao em? Bình thường, quá tuyệt vời. Chị, anh ơi, chạy thêm vòng nữa. Được rồi. Rồi tình hình là hơn 12 giờ trưa rồi bạn ơi. Tới giờ ăn trưa rồi. Và tụi mình đã ở sa mạc được hơn 25 tiếng rồi các bạn. Còn khoảng 24 tiếng mấy nữa là đủ 50 giờ là phải về rồi. Nhưng mà cứ tới giờ ăn thì phải ăn thôi. Và trưa nay thì hình như là bên một sao hàng xóm mình ăn gì? Ăn gì ăn? Cái đồ bánh tét gì vậy? Trưa nay mình sẽ ăn một đòn bánh tét siêu to, khổng lồ, bự như thế này các bạn. Và uống chai nước suối. Ở đây thì mình còn có 3 chai à. Uống chai này là còn 2 chai. Bánh tét á, ăn được bạn. Nhưng mà trải nghiệm trên sa mạc mà ăn mấy cái đồ khô cằn như này là mình khát nước á. Khó chịu thiệt chứ. Tại sao mà ekip phải chuẩn bị mấy món khát nước như thế này trên sa mạc được. Chấm 1 sao nha. Không, em 1 sao thì em phải sử dụng đồ của 1 sao là đúng rồi em ơi. Không phải hơn được đâu. Ừ, em chấm 1 sao mà nhờ. Ừ, 3 rem là phải như vậy chứ. Hỏi tới anh luôn em ơi, em chán quá. Ủa còn 3 sao chưa review nó ăn hết bà luôn rồi kìa. Ăn gì em? Em ăn cháo ăn liền anh ơi. Mà giờ thì quay thì tầm này nữa, đi vô nắng núp thôi. Nắng quá. Rồi ok, nói chung là 1 sao với 3 sao nó nắng quá các bạn, cái liều nó nắng quá. Còn liều mình được cái không biết bị gì rất là mát mẻ, dễ chịu luôn. Trưa nay thì mình lại uống trà pha với đường. Đồ ăn thì mình thấy là chỉ còn có mì hảo hảo chua cay chai gì nè các bạn. Và mình phát hiện ra là mình không có nước suối với lại không có cái đồ để nấu nước luôn bạn. Sau đó mình hỏi ekip thì ekip mới nói là nó có chuẩn bị cho mình một cái thiết bị nấu nước chắc là chuyên nghiệp luôn. Đây một cái chảo tích hợp năng lượng mặt trời dành nấu nước các bạn. Cái này không có lơ gần nó được nha. Nãy mình mới vừa nhìn nó cái lủng cái dù của mình luôn nè các bạn. Đó chúng ta sẽ chế nước vô, đẩy cái nồi lại và chờ cho nó sôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ chế vô mì và ăn. Rồi em qua review mấy thằng 4 sao 5 sao đi. Em nướng cái bánh tét của em được không anh? Được. Cháy luôn á. Rồi trưa nay 4 sao của mình sẽ ăn cơm tự sôi bò nấm nha. Cái này xíu mình để anh bỏ sao nha các bạn. Cho gói tự sôi vào. Đổ nước vô. Hơi nhiều nước. Rồi sau một hồi mày nấu cơm mình mới phát hiện ra một điều là hình như mình phải bỏ gói này vô nấu luôn á mấy bạn. Wow. Trụng điệu lên thử khoai. Rồi đẩy nắp lại và đại thêm thử 5-10 phút nữa coi nó chín không. Rồi sau khoảng 10 phút thì chắc cơm mình cũng đã sôi chín luôn nha mấy bạn. Mình sẽ lấy ra thử. Wow. Chín rồi nè. Không còn miếng nước luôn. Giờ hưởng hết thôi. Cái mùi vị nữa các bạn. Nó y chang cái bánh que cay mà tôm ngộ không hồi tuổi thơ á. Mùi y chang vậy luôn. Rồi trưa nay năm sau của mình sẽ ăn lẩu tự soi nha. Dạ nóng quá. Bây giờ mình sẽ đậy lại và chờ nó chín và hướng hức thôi. Sau một hồi mình chờ đợi thì nồi lẩu mình cũng đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ hui ra và hưởng hức. Trời ơi, nó tuyệt vời không? Ok rồi. Cay ăn mới ngon mọi người. Măng giòn giòn, thiệt thật. Ăn miếng nấm nữa. Để anh ăn thử miếng thịt. Rồi bữa trưa của mình là chỉ đơn giản thôi nha.
Rồi sau một tiếng mình chỉnh được các kiểu ra điệu cái dù lũng 3-4 lỗ luôn các bạn. Thì mình thấy nó vẫn cứ lên hơi nước thôi à. Chắc là tại mình chế ít nước quá hoặc là mình không có dám chỉnh nó các bạn. Nó nguy hiểm lắm, không dám nhìn vô nó luôn sau chỉnh. Nên chắc mình ăn lại đại luôn nha. Rồi thấy lên hơi nước chắc đại luôn nha bạn. Nó lên những cái bọt nước như vậy nè các bạn. Quá đồ heo. Cũng nóng các bạn, chắc cũng khoảng 60-70 độ á. Không sôi gì mà nóng nha. Tình hình là nước nó không có sôi lắm các bạn ơi. Nên vì nó không có mềm cho lắm. Như xuống nước nóng vậy á, khoảng 60-70 độ à. Uống trà đường nha. Ok, bữa trưa đơn giản như vậy nha các bạn. Nói chung là ở sa mạc này các bạn, ban ngày là chúng ta không có hoạt động được cái gì hết á, chỉ có kiếm bóng cây rồi mấy cái liều bự rồi mấy nút được thôi. Không có làm được gì hết các bạn. Chút nữa chiều mát thì tụi mình sẽ có hoạt động ngoài trời nha. Giờ ngủ hết rồi các bạn ơi. Không có gì để làm hết. Rồi hiện tại là đã hơn 5 giờ chiều và trời bắt đầu mát mẻ dễ chịu các bạn, không cần phải núp mấy lùm cây nữa. Và thử thách tụi mình đã được hơn 31 tiếng rồi. Tối nay ngủ đêm đó là phải trở về gia đình văn minh loài người. Ngày mai kết thúc rồi. Tuyệt vời. 17-20 tiếng nữa. Ủa Tú có nhiều đá với Tú? Nhiều với Hương anh. Không biết có ai hả không hả anh? Em cho hả nè. Đây hả chưa? Mày hả gì? Trải nghiệm em. Đi thử coi chứ có gió ai. Trời ơi, thấy có gió rồi đó. Ở đây gió quá trời. Ừ. Thả ra em, mày cầm cái cây tay giữa không ba? Ở đây ra. Cầm cái giữa, cái nó tự ra. Ở đây có gió hay không? Gió ông tô ba như vậy mà không được là đi về luôn rồi. Gió níu kéo cỡ đó luôn rồi. Đủ rồi. Không, anh nghĩ là lên được rồi, vậy là lên rồi. Vậy là lên đó các bạn. Ok không em? Vậy lên rồi. Nó là ok rồi anh à. Ok rồi. Ok, ok. Nó là bị dướng rồi nhưng mà ok. Rồi tụi mình đang đi thì phát hiện được cái lùm cây nó lạ lắm các bạn. Mà nó còn có trái nữa. Trái đẹp và xanh đỏ vàng tím, có trái chín. Đây là trái chín đỏ luôn. Không biết này ăn được không em? Em nghĩ là được anh, nhưng mà ăn khoảng trừ 10 năm tuổi thọ. Đồ hồi này ăn vô là bắt luôn tuổi thọ luôn chứ 10 năm gì. Không nên ăn mấy cái trái mà mình không biết là trái gì nha các bạn. Ok chúng ta đi tiếp thôi. Trái này dành cho con gắn anh. Bắt đầu heo. Em phát hiện được gì nè Lâm? Sao em? Em phát hiện nè được cái gì nè anh? Phát hiện gì? Cái gai bông thôi chứ có gì đâu em. Thật ra nói gì nè anh. Ủa gì vậy? Nước đâu anh? Nước đâu? Phải có nước mới làm được. Có lính mình đem nước lại liền. Nước này của em mà. Đúng rồi anh. Có em mình em có nước thôi chứ có ai có nước này. Em nhà giàu mà anh. Rồi làm gì nữa? Nè. Đi nước hả? Ủa. Oh my god. Sao không thấy gì hết hả? Tờ em phải kiên nhẫn chứ. Nè có nè, có nè. Ồ. Em chế chỗ này nè. Em cho mày còn chế không được nữa chỗ này nè. Anh chế đây cho anh. Chế đây nha. Sẵn cửa tay luôn. Nè rồi nè. Rồi nè. Ôi con. Chờ có cam liền, chờ có cam liền. Ở sa mạc mà muốn có cam thì mấy bạn phải làm như mình nha, mới xuất hiện được quả cam được. Anh cho anh còn không nhớ. Nó cho mà nó không biết luôn. Thôi vậy đã bay cao được kìa mày ơi. Ôi phiên bản dĩ thứ hai cái này. Bay. Không anh nghĩ á, anh nghĩ cái này lên thả ban đêm. Tối nay hả vậy ơi. Hả lấy xuống em ơi, tối hả mới đẹp em ơi. Thôi giờ áp cây, áp cây. Ok em. Lâm em phát hiện gì nữa nè anh Lâm ơi. Gì vậy? Cái gì nữa? Cái mỏi cước bò. Này cước bò mà. Không. Cước này cước lạc đà nè. Đúng rồi. Cước này cước bò nè. Đúng rồi anh. Nãy vậy nói câu gì quên vậy, ngồi xuống vậy. Ủa nghe ta nói anh. Chỗ nào mà nó có cước là chỗ đó có cái gì ở dưới á. Như cước bò đúng không? Thì chắc sẽ có gì ở dưới nè. Không. Chỗ nào có cước, chỗ đó chắc chắn có bò. Đúng rồi. Chăm ngon nó như vậy. Chỗ nào có cước bò, chỗ đó chắc chắn có bò. Chế nước cho tôi Tú ơi. Để em chế cho, em chế gà lắm. Nước của em mà để em chế cho. Đó. Màu vàng kìa. Có bò kìa. Có bò. Rồi. Lên luôn sửa cho. Có bò.
có bò biết kìa. Rồi hả? Bò cũng. Chỗ nào có cước bò, chỗ đó có bò. Có bò đó. Có bò đó. Chỗ này là lạc đà. Chắc dưới đây sẽ có cái gì nữa vậy? Bò lạc đà cũng với em. Đúng rồi. Lạc đà có là gì có gì. Đâm bù quá anh. Nó vẫn chưa hết bỏ cái đầu rắn của nó nữa. Rồi, chào mọi người. Chào mọi người đã đến với đêm thứ 2 của series 50 giờ ở trên sa mạc. Đêm thứ 2 này mọi người sẽ được cấp một cái nồi lẩu ngủ linh công chúa. Mọi người có thể thưởng thức cái nồi lẩu này bằng cái topping đã chuẩn bị sẵn ở trong lều. Bây giờ mọi người hãy về chơi lều để mà lấy topping ra cùng ăn cái buổi lẩu ngày hôm nay nha. Thế mà em tưởng đâu giống nước hôm qua. Tưởng đâu được ra búp hơi nữa. Tưởng được ăn chung nữa. Kỳ quá. Tội cho 1, 2, 3 sao quá. Đi vào. Sao mọi người đi hảnh hơi dữ hả? 5 sao khổ lắm em. Ôi, khổ thiệt anh. Mở về ít sao mới ngon nè. Rồi, tình hình là mọi người đã có topping từ trong liều đem ra nha bạn. Và ở đây mình thấy có 5 loại nước lẩu. Ekip giới thiệu là ngay giữa là lẩu tứ xuyên. Còn cái màu trắng này là gì quên hình như lẩu nấm. À nấm. Cua đồng. Cua đồng. Kim chi. Và cuối cùng là thái nha bạn. Wow. Nóng, nóng quá. Hao hao hao. Nãy Kim mới nói là mỗi người chỉ được chọn một cái loại nước lẩu. Ủa em tưởng mình xài chung mà. Ừ. Ủa xài chung mà. Ừ mà. Đâu. Bây giờ mình quyết định là chơi bài trắng và bài đen. Cứ ai ra được chọn, ai ra được chọn hai người cuối cùng túi xì. Em okay. Phải nhiều ra ít bị anh. Nhiều ra ít bị đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều ra ít bị. Ở này chọn chân trước đi, chân trước. Kỳ hết nhà. Chắc em xin cái kim chi. Kim chi. Nhiều ra ít bị. Rồi Tú chọn. Em chọn cua đồng anh. Ít bị. Anh dạ. Anh chọn cái lẩu nấm này cho nó thanh đạm nha, lẩu nấm nha. Ké búa. Bắt. Em được chọn. Dạ. Em chọn hả? Lần nãy chọn là nãy muốn thái hay là tứ xuyên. Thái anh ơi, cái này ớt quá. Lấy thái. Em lấy thái, còn giờ ăn tứ xuyên nha rồi. Rồi cho một sao đi diễn trước đó em. Rồi, đầu tiên thì cho hai trái bắp vào. Có trời heo. Em có bắp rồi. Và tiếp theo là khoai lang. Rồi ăn chưa coi tôm Jerry, tôm Jerry gọt luôn. Cực 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 3 cái là xong rồi. Xin anh. Rồi đẹp ơi, đẹp em, được rồi. Okay. Rồi được rồi, tới anh đi. Đó, mình chỉ ăn bắp với khoai lang thôi nha. Và uống Awalina Asafiri. Một sao như vậy là quá là tuyệt vời rồi đó em. Em biết là những người mà hai sao như anh lại phải ăn mì chay. Lục hết cái liều luôn là thấy thằng biết cái ly mì chay không ạ. Mì hảo hảo chay. Còn biết này gì nữa không? Thật đêm à. Heo lát chai. Sườn non nó sườn non. Ôi, anh biết được cái lẩu nấm chai nữa. Trời ơi, thôi rồi luôn. Thôi anh cố ý á. Anh mà ăn mấy cái lẩu khác kia là tối là nghiệp hoạt không được. Phải ăn như vậy mới tối ngủ mới thanh đạm các bạn. Đó nhiều nè, mấy bạn đứa thấy cái gì đó không? Mấy đứa thấy được không? Anh không thấy hết, không thấy đâu. Anh ăn này là thanh đạm, anh không thấy cái gì đằng sau hết. Mấy đứa sống ác mấy đứa mới thấy thôi. Thôi người ác sống hảnh hơi mà anh. Vậy đúng rồi, mình ít sao nữa mình không hảnh hơi. Mình sẽ bỏ mì vào trong cái nồi lẩu nám. Rồi tiếp theo là heo lát chai. Heo lát là chúng ta sẽ có mấy cái lát như vậy nè các bạn. Mình ăn có mình nè, chắc là như đây là đủ rồi nha các bạn. Đó. Rồi quậy đều lên và đợi nó tan các bạn thôi. Bạn ba sao ăn gì cô? Anh ăn mì hả? Còn em ăn miếng. Em lỡ nào? Đúng rồi, đó em. Sao Hãy vô thôi vậy. Nó có topping gì, bò gì, lum la. Không phải cái đó là cái túi á, túi lẩu thái á em. À. Túi mình bỏ thực phẩm em. Ờ. Em mà có topping chứ. Thôi chờ lại chú anh ăn với. Chờ lại đi. Ờ. Ông này sạc phung phí. Dạ trời ơi. Miếng gà em, trời ơi, miếng gà. Đúng bài luôn. Lẩu thái miếng gà nha. Trời uống gì em, uống gì ạ? Chết luôn chứ. Uống cái hứ linh hồn của con Tú. Tàn ơi. Buồn hiếc. Anh uống trà không đường nữa. Bố sao ăn gì à? Nhìn chán quá à. Dạ anh. Kỳ à? Bố sao là tối nay ăn tức búp kỳ. Tức búp kỳ. Tao không biết nói tiếng Anh hiểu chưa? Ôi giống Hàn Quốc đó nha. Em kìa em bỏ cái gói hút ẩm vô á. Rồi. Sao anh kiếm cái gói hút ẩm cho em nha. Có sao thì ăn khoảng
Sao nó có cái bịch riêng rồi, không sao, em còn may mắn á. Anh không nhắc là em ăn cái nồi lẩu nó bút kê hút ảm rồi. Chừng 10 năm tuổi họ. Anh vậy là đi luôn á. Đâu anh còn cái nè, này mới đi bằng đặc biệt của em nè. Nè, hồi sáng này anh có biết qua, anh thấy thằng này đập trứng gà. Không phải anh, em là ăn heo quý tộc. Gì đây? Rồi sao nữa? Chỉ vậy thôi anh. Rồi thả ra hả? Đâu anh thấy ta điên lẩu ta ăn vậy anh. Rồi thấy có mấy cái bọt gà, cái vỏ gà vậy vô. Ồ. Oh. Cái đó người ta gọi là canxi á anh. Ờ. Đó. Là chút nó gà như mì á hả? Đúng rồi anh. Chứ hành sợ mì đúng không anh? Hay ta làm mì, ta làm như thế á. Trời ơi. Súng xính. Bốn sau. Đó nó là cái hảo nha. Đi chen hồi nãy. Ở chắc không được đâu. Kiểu truyền thống vậy các bạn. Gán cho nó gớt gớt của mình anh với em. Đúng rồi, cho gớt của anh chứ. Anh lẩu nấm mà không thấy cái nấm nữa hả? Đúng rồi, vô đây thôi. Rồi, đẹp. Rồi, tiếp theo là năm sau anh nhá. Trời ơi, đồ ăn mình nhiều quá, nguyên bàn luôn. Không biết ăn sao hết nữa. Bà chỉ bò. Có... bỏ nhẹ nhàng vô nha. Chảy nước miếng. Ui, ai hèm tin. Thôi, mình chín rồi, bây giờ kệ nó đi. Cho em để nó hơi gục lên, phải ăn thôi. Mình nghĩ là cái xúc xích có chấm bi của mình đã chín rồi. Xúc xích hoàng kim em. Nó cao à. Ây da. Nó nóng quá. Nó ngọt. Ừ. Mà nó kiểu cây xé lử nha, không ngon nha. Sao kỳ à? Ủa em còn gì trong đó không? Khoai lang hả? Còn khoai lang anh mà chắc chưa chín à. Ừ, em nghĩ là tối nay em ăn cái bắp là no rồi em ơi. Ừ. Là bây giờ là nó cay kiểu tứ xuyên hả? Nó cay lắm, anh thử miếng đi, anh ăn thử miếng đi, em cho anh ăn á. À, ăn tôm đi em. Thấy cái lẩu của em quá là tôm luôn, em không ăn là uổng lắm á em. Trời khuyến mãi luôn. Ừ. Em nghĩ tôm này em là một anh cả. Sao anh, em sẽ nhường lại bọn nhỏ. Cho nè, lại. Em đâu nhỏ đâu anh. Đây. Thôi em ăn mình em ơi. Em mọi người, anh. Đồ ngon thì mọi người kén, mà một đồ dở là mọi người chơi. Không hiểu gì. Đây nè, miếng với miếng gà lộn, miếng gà. Nhưng mà ăn rụm. Miếng với lại khô gà lá chanh, gọi là miếng gà lá chanh. Còn đây nè. Heo chay. Nói chung là cái heo chay này ăn nó như tổ kỳ vậy bạn. Dai dai. Lạt lạt. Không giống thịt heo. Nhưng mà nó là giả heo nên dai dai vậy nha các bạn. Nói chung là được, thanh đạm. Nếu mà bắp của em nghĩ mình giống nước lẩu của anh, em nghĩ nó sẽ ngon hơn. Nó cay cay quá. Mỗi người một lẩu vậy, thú vị em. Đúng rồi. Còn chỉ ăn chưa con? Với kem chín cho anh. Rồi, rồi cá chiên luôn. Này thì phô quá. Sao? Như quen chín rồi anh. Này gọi là tteokbokki lát. Món này người Hàn ăn là gì các bạn? Còn nóng luôn đúng không? Ủa không ra hỏi ra. Em ăn cái bắp cải kìa. Cải bắp kìa nè. Bún gan. Rồi hỏi rồi nè. Anh trời làm sao em biểu diễn vậy cái. Cái răng đó chứ. Chín cái răng luôn. Rồi ok, nói chung là 1, 2, 3, 4 tụi mình đứa nào cũng chín lẩu rồi nha các bạn. Ăn khá là tuyệt, như búp phê vậy á. Ngon rồi. Lẩu ngoài trời. Ngắm sao, ngắm ma rồi cái kiểu. Còn năm sau lo xong chưa em? Sắp xong anh, đồ ăn nhiều quá em bỏ vô không kịp. Đã kìa. Xúc xích. Mình nghĩ là chắc là mình ăn xong rồi, thằng Phú vô xong nữa bây. Xúc xích nhiều quá, không biết có ai ăn không ha. Nó cài quá. Anh có cái nhân phẩm của anh em không có chơi như vậy được. Của ai nấy ăn chứ. Bún gì vậy? Bún ăn liền hả? Bún tươi anh. Bún tươi hả? Ồ ồn. Ừ. Có thấy rau bún rồi kìa. Phải có rau chứ anh. Ồ, miếng thịt bò kìa. Okay. Anh Lâm đang ăn đồ này, không được ăn thịt bò đâu. Quên. Kỳ ăn. Không được. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Hằng Linh, xin lỗi. Hỏi chứ đâu được ăn đâu. Ngon quá. Anh thấy em có cái trái gì vàng vàng lại kìa, trái gì đó Tú? Nhìn giống cà pháo. Giống như cà pháo luôn á. Để em hui ra em coi thử anh, chứ em cũng không biết trái gì nữa. Nó sẽ có dâu tây. Này là trái mâm xôi. Và trái ngay giữa đó hình như là cái trái hù đù. Đó, trái hù đù nha các bạn. Quay coi, lật coi coi. Rồi, ăn thử coi. Ăn vô cái con hết đù không em? Em không chưa bao giờ ăn trái này luôn á. Lần đầu ăn á. Trải nghiệm nè. Lâu lâu mới có cảm giác năm sao á. Sao nghe mùi nó sợ hảo. Nó vậy á. Chú ăn nguyên trái luôn.
ăn luôn vỏ luôn nha. Gì hả? Chua bơ nữa hả? Chua lè luôn hả? Không, nó chua nhưng mà cái hậu nó có ngọt ngọt hơn. Chua chín rồi nè, nó phải mềm luôn. Em còn trái nữa ăn ơi. Em ghé ăn hai trái này là em là về được rồi ha. Em nghĩ em tổng quá nhập ma luôn á. Giảm 1 năm tuổi thọ em. Múc băng nha. Múc băng ơi, múc băng. 1 tiếng á, 1 tiếng á. Trời ơi, được, nhúng cái đuổi vô ăn cái đất cay kìa. Không cay đúng không? Cay cứ đủ luôn á. Em thử ra. Đó. Rồi, quất em. Kiểu nó cay tiêu, cay xé lưỡi liền luôn á. À, kìa. Okay. Nó chấm cái này mà nó ăn cái kia kìa anh. Nghe, thiệt chứ. Ăn cái này nè. Không, nó chưa, em ăn được anh. Đâu? Thử luôn nha. Ừ. Phải đổ hồi hộp kìa vậy. Thôi, vô nước rồi mọi người ơi. Vô luôn, vô cái luôn nha. Vô lại mọi người. Oh my god, sữa em, của em. Cứu em. 3, 2, 1, vô. Cứu em. Rồi sau khi ăn cái lẩu ngũ quý xong thì tụi mình đi ngủ nha bạn. Mấy đứa nó ngủ hết luôn rồi. Đây Dương Đại là nó nằm nó giờ nó ngủ luôn rồi. Đang no xong nó ngủ luôn. Còn bên ăn nhìn dưới khách sạn kìa, đã không? Lượm được cái tấm Ả Rập Xê Út của mấy ngày kiếp dục ngoài kia kìa. Hello. Nhìn sang chảnh với em như cái lâu đài đường vô lâu đài công chúa với em. Ừ, tại tối hôm qua ngủ công chân quá anh, công quá. Ra để ngoài thì lạnh cái giò đúng không? Dạ. Có mền em nghĩ là sẽ ok hơn á. Anh cũng có mền mà, mền này mền của hành cát tư hãng. Đại hãng. Ok. Mình đi ngủ với bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Chắc dậy được rồi. The next day. Rồi từ sáng mấy bạn ơi. Buổi sáng cuối cùng ở trên sa mạc nha. Mình đã kêu mấy anh cu dậy. Ăn sáng, dọn dẹp liều trại. Sắp tới giờ rồi. 43 tiếng rồi nha bạn. Vậy bé, cái ti cũng ngon em. Ngon anh ơi. Đây giờ hôm qua luôn hả? Không, đỡ hôm qua, hôm nay được hẳn chân. Hôm qua công vọng này hẳn chân nữa. Ừ. Thằng này vẫn y như hôm qua các bạn, vẫn là bám xương rồi. Really nigga. Tắm mưa. Kêu nó vậy là danh chức á. Thêm thằng này nữa. Này chắc vẫn như hôm qua vẫn bám xương các bạn. Trời ơi, ướt nhẹp luôn nè. Được không? Bởi vậy chúng ta ngủ tới sa mạc, nếu mà nó không có cái gì mà nó che liều hay gì các bạn, che cái đầu mình là tối xương xuống là dễ bệnh lắm. Nên thằng ăn vẫn phải có một cái liều bé nhỏ như vậy là ngủ qua rất ok nha. Hồi này nó đáp bám hơi nước kìa. Điều mưa. Nước này uống được luôn, quá trình tòm luôn á. Dậy con. Dậy. Rồi buổi sáng nay thì năm anh em siêu nhân tụi mình lại quay quần bên đống lửa trại các bạn. Dù trời không có nắng nhưng mà vẫn rất là nóng luôn. Ủa rồi một sao sáng nay ăn gì em? Mình thì còn nửa đòn bánh tét và một bánh chưng. Thì mình nghĩ là bánh tét này tí nữa mình đem đi nướng. Sáng nay thì mình sẽ ăn bánh chưng và uống nước suối Safari. Rồi giờ em nướng bánh tét á hả? Ừ, tí nữa nướng ăn. Bánh tét nướng ăn ngon lắm á. Em nghĩ là chắc là very rude luôn hả? Chưa bao giờ luôn á. Rồi một sao mình thì lại ăn mì chay. Rồi uống trà sinh nhật. Khổ nổi là mấy ngày kiếp nó uống hết nước suối luôn bạn. Nãy tính qua xin nó coi có nước suối để dịch nấu mì không. Nó uống hết luôn rồi. Ngày cuối nó hôm qua nó tắm luôn hay gì hết luôn rồi. Là giờ là không có mượn được nước suối của ekip để nấu mì luôn. Nên giờ là uống trà ăn mì không. Em có nước suối không? Tất nhiên là không. Rồi thấy không? Giờ mới biết là một sao nó lại giàu hơn hai sao với ba sao luôn. Thôi ăn mì không đỡ uống sữa. Mấy ngày kiếp nó giàu quá, nó lấy nước suối dự trữ nó dành nó tắm luôn hết luôn các bạn ơi. Giờ là không còn nước suối luôn rồi. Còn con giấy sao cũng vậy luôn hả? Không nước suối hay gì à? Em cũng không có nước suối luôn anh. Hết luôn hả? Nó chuẩn bị đúng có 1 chai một anh. Hết nước suối luôn. Đúng rồi. Ủa là giờ mình trên sa mạc thì nước nó khan hiếm lắm các bạn. Giờ còn nước ngọt không à? Nè này có nước suối nè, hay anh với em đi đổi không ăn? No. Mình phải chơi đúng nghĩa đúng lực anh à. Một sao và trải nghiệm một sao.
Hai sao trải nghiệm hai sao. Hợp lý đấy em. Làm gì ăn gì chứ? Em ăn mì sống anh. Uống sữa. Gì mì sống táo quân mà. Đúng rồi anh, mì sống táo quân. Đâu mì xào. Thôi ăn thôi, có gì đâu. Nước suối, nước xét gì. Còn kia hồi dưới người ta. Năm sau mà anh. Còn nước suối luôn. Vì chai dưới đó sẽ đủ đúng mày. Trời ơi, đủ anh. Nhớ hôm qua em có chai 5 lít đâu rồi. Em đi biểu diễn ngẫu thuật hết trơn anh. Đáng đời cho con trai đó sao đủ đâu mày. Chắc đủ anh. Sáng nay em ăn miếng gà nha. Em không ăn mì giống 4 sao rồi đâu. Ồ vậy tính ra là ăn là ngon nhất đó mày. Khô kìa. Hương vị của sự ngao ngán của hai ngày nay. Làm ơn hết 50 giờ đây lại ăn cái. Ê trải nghiệm vô đây ăn Tết em. Tí nó ngon thì ngon thiệt mà ăn nhiều quá thì nó là ngán. Khô khan. Rồi 10 sao lâu ghê vậy. Làm gì lâu dữ hả? Em năm sau mà anh, em phải làm màu vậy chứ. Em thấy ly mì này có cây thịt nè. Nên em sẽ lấy cây thịt thôi nha. Sao ăn cây thịt thôi hả? Giống lại hả? Đúng rồi anh. Còn ly mì đó là sao? Dục à? Đúng rồi, dục anh. Mình chỉ kiếm núi thôi nha. Bạn muốn sao mà bạn cũng lấy nó hả bạn? Cái mì này thì nó cũng như mì của mình thôi chứ có gì đâu mà lấy. Khô hay quá rồi. Y chang, khác màu rồi. Rồi, cứ dục ra là lấy à. Không cần biết ngon hay dở. Rồi, tiếp theo mình sẽ uống cái lon bí đao này cho hết. Rồi bỏ nước suối vô để nấu nước nha. Uống xong no quá, mình hết muốn ăn mì luôn rồi mọi người. What the hell? Nhưng mà vẫn phải ăn nha. Ủa là sao? Hay vậy? Bây giờ mình sẽ chế nước suối vô phần nấu mì. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ biểu diễn vắt nước cam của mấy anh Trung Hoa nha. Wow. Ủa. Wait a minute. Cam mỹ. Ngọt nước kìa, cam ngọt nước quá kìa. Nhìn não không anh? Bây giờ mình sẽ uống nước cam luôn nha. Đâu bạn kia. Ngọt quá. Nước cam gì? Gì vậy em? Mùi này nó lạ lắm. Ok, nói chung là bữa sáng là chỉ là khô han như vậy các bạn. Sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ đi khám phá sa mạc coi có gì vui không nữa nha các bạn. Không có là thôi, núp nắng, nắng chuẩn bị lên nữa các bạn ơi. Vô. Vô nè. Vô nè. Vô nè, luôn xương bạc nè. Anh đem luôn xương bạc nè. Rồi. Vô. Rồi, tình hình là ban ngày nắng quá các bạn ơi, không có đi khám phá mấy bãi cước bò được. Và nãy giờ tụi mình ngồi đây quýnh bài không gió rồi cái kiểu kết quả là đủ 50 giờ luôn rồi mấy đứa ơi. Yeah. À trong thời gian mà chờ không chờ giờ là các bạn mình dọn hết mấy cái liều à. Giờ còn một cái liều bự nhất chà bá này là của Tú. Đáng lẽ là thằng nào ở cái liều này lần đó phải dọn. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Dù sao mà nó vô năm sau thì nó cũng là một cái gì đó mà rất là bá đạo các bạn nên mình không chơi vậy được. Đó. Hiểu ý á. Ở đây chúng ta có một cái bộ bài. Và chúng ta có bốn hàng đúng không? Năm người là quên. Anh tính giật anh ra hả? Đâu có được. Để em chia cho anh. Không, anh phải làm cái em. Anh không có giấu bài gì trong đây hết nha. Okay. Và chúng ta sẽ chơi là ba lá ai mà lớn nút nhất á là được về trước. Bốn người mà hấp nút á là phải dọn cái liều này. Với okay. Điều kiện là phải mặc đồ cosplay luôn, không được gỡ ra. Ok. Ủa, sao có một người vậy? Chỉ có một người hót thôi. Bốn người phải dọn mới hay. Chơi phải có hình phạt chứ. Ok, okay không? Bà Kinh, cào. Bà cào nha. Xin cái bà cào nha. Chơi dở luôn nè, phải đẹp nè. Dĩ trước nha. Dĩ nè. An nè. Lâm nè. Tú nè. Đại quen lắm nè. Đại nè. Rồi rồi. Bắt đầu nè. Dĩ. An. Lâm. Tú. Đào nha. Đại. Ok, để vậy nè. Đó, quay vậy dễ quay nha. Cho coi em nặng con cuối được không? Không cho nặng em. Vậy mới quay. Cho em dở đi. Em phải dễ vậy nè. Ờ, cho em dở đi. Dở. Yeah. Có đúng là có. Ăn bù trên, ăn bù trên. Nè, Lâm chín nút nè, con tay vô nè. Đây, để em dở con của em anh. 6 nút. Tay, 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 tay. 1. Ủa, cũng dọn mà. Vậy là dĩ lớn nhất. Đúng rồi anh, em đi về trước nha. Rồi, đi nha, bye bye mọi người. Đi bảo vệ nha.
Thôi anh dỗ xong tôi anh đi xe về, còn em đi bộ về nha. Đã mọi người dỗ xong em về tới nát luôn rồi. Thôi mình dỗ bà dọn đồ thôi các bạn ơi. Rồi tụi mình dọn rác, dọn đồ các kiểu rồi xong rồi các bạn. Không biết là giờ dĩ nó tới cổng chưa. Bây giờ mình sẽ cố gắng dí theo. Mấy đứa trải nghiệm nha. Ok anh. Dính. Dính thôi. Và đi về bằng xe thôi mấy bạn ơi. Bye bye. Kết thúc 50 giờ rồi. Bye bye. Bye bye camera luôn. Anh ơi, nó quen hả? Ai đi xin lỗi em. Xin lỗi em. Thôi là đáng thương mấy bạn. Các bạn nhớ đăng ký và like đủ 300 cái like mình sẽ kêu làm rước dĩ nha. Like mạnh tay vô. Nhớ like mạnh tay nha, còn giờ. Anh xin lỗi. No. Hẹn gặp lại.